Đấy chưa nào? Đấy. Thì các bạn đã có cái dung ống suông như vậy. Nó sẽ giống như cái sản phẩm này. Đấy. Được chưa nào? Những sản phẩm như thế này. Đấy. Đúng không nào? Thế còn muốn nó rộng hơn nữa thì các bạn sẽ kẻ thẳng thẳng. Được không? Thì chúng ta đã có một cái sản phẩm mới. Và nếu như bạn nào có quan tâm tới cái form gốc của hàng giảm sút thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình để các bạn liên hệ với trung tâm. Trung tâm sẽ gửi cho bạn cái file file dập này. Mà cái này full size các bạn nhé, từ size S, size M, L và XL. Bạn có thể mua một size hay là tất cả các size các bạn nhé, để chúng ta có thể phát triển ra những cái sản phẩm như thế này. Ví dụ như là cái giảm sút ống ôm của Rantong phải không nào? Đó. Và tương tự cũng như vậy, ví dụ như là quần ống suông như vậy, hoặc là cái ống loe như thế này phải không nào? Đấy, hoặc là ống suông đuôi như thế này, thì các bạn cũng phải dựa vào cái form gốc như thế này để các bạn phát triển ra những cái mẫu tương tự như vậy. Và nó có cả form form cơ bản và form ống suông các bạn nhé. Bạn muốn lấy form nào thì bạn có thể liên hệ. Nếu như bạn nào muốn phát triển dập tay thì bạn liên hệ với trung tâm sẽ in ra dập giấy và ship cho các bạn. Còn nếu như bạn nào sử dụng trên máy tính thì trung tâm sẽ gửi file cho các bạn, thì đó là một điều rất là thuận lợi phải không nào? Còn nếu như bạn nào mà muốn học cái công thức này để áp dụng cho đúng cái số đo, đúng cái nhu cầu của các bạn, thì các bạn cũng có thể mở cái trình duyệt Google Chrome lên nhé. Thì ở tại cái thanh tìm kiếm này, các bạn có thể nhập là dạy thiết kế dập các bạn nhé, dạy thiết kế dập .vn, thì nó sẽ hiện ra cái trang của trung tâm. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ đưa con trỏ chuột lên cái menu là các khóa học, để các bạn sẽ tìm kiếm cái khóa học đúng nhu cầu của mình. Đấy, ví dụ như là các khóa học online thiết kế dập hàng nữ chuẩn theo số đo các bạn nhé. Ví dụ như là bạn muốn học quần suông hay là đầm hay là giảm sút. Đấy, thì bạn có thể bấm vào cái thông tin khóa học này. Đó. Để bạn tham gia khóa học này, để bạn có công thức để bạn áp dụng đúng cái số đo của mình các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại bài tập. Đấy, ở bài này thì chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ? Phát triển em nhé. Phát triển. Tức là từ cái form này gọi là form gì? Form gốc. Form cơ bản, form chuẩn, đúng rồi. Thì bây giờ thường thường là cái trend bây giờ đa số là ống suông. Ống suông đúng không? Ví dụ như cái sản phẩm này hình này, ống suông này. Đây là bát ống loe nhẹ phải không? Thế từ cái sản phẩm này thì chúng ta phải có cái form này thì chúng ta mới có thể phát triển ra được. Thì phần trên nó không thay đổi, chỉ thay đổi phần ống thôi đúng không? Đấy, và trên nó thay đổi cổ và cắt eo, thì chúng ta cũng dựa vào cái form này để chúng ta phát triển ra. Được chưa? Thì thầy sẽ chỉ cho các bạn làm cái phần suông ở dưới là như thế nào. Và phần trên thì chúng ta sẽ học ở những bài sau. Được chưa? Thì các bạn này, đo cái phần ngang đáy này. Nếu như là suông đuột thì các bạn sẽ làm là ngang ống này bằng ngang đáy. Bằng đường ngang đáy này em nhé. Đấy, suông đuột. Đấy, chúng ta làm như vậy. Nhưng mà đây là suông nhưng mà không phải là quá rộng. Nếu như suông đuột ý, là dành cho những người nào nhỉ? Có chiều không? Chiều cao, đúng rồi. Ví dụ như em thì được như vậy. Người ống ốm như vậy mặc ống suông vậy thì nó sang chảnh. Còn người có chiều cao khiêm tốn thì chúng ta không nên làm quá rộng. Tức là suông mà vẫn còn phải gọn gàng, để cảm giác người nó vẫn có chiều cao. Chứ mà người ở dưới 1,5 m xong làm cái ống thật rộng ra thì nó cảm giác nó bị lùn. Đúng chưa? Thì đấy là khi chúng ta cắt cái sản phẩm cho ai, khách hàng nào đó, thì chúng ta thiết kế thì chúng ta phải lựa xem cái chiều cao. Có những người thích mặc rộng, mình phải tư vấn cho họ: chị ơi, cái chiều cao của chị khiêm tốn ấy, chị mặc như vậy thì cảm giác chị lại càng thấp nữa đi, cho nên chị mặc ống suông nhưng mà vừa vừa thôi, nó phải đủ gọn gàng thì cái chiều cao của chị nó không bị giới hạn, cảm giác nó không bị thấp. Còn những người cao trên 1,6 m, 1,65 m thì chị cứ mặc cái ống thật rộng cho em thoải mái, đúng không? Nên mình làm nghề mình phải tư vấn cho khách như vậy. Rồi, thế thì chúng ta sẽ làm như thế này. Giả sử ống ở đây tôi cho ống nó là 25, rộng ống ấy là 25, được chưa? Đấy, rộng ống là 25 thì chúng ta sẽ tính như thế này. Thì chúng ta sẽ vào là cái bước in đi cứ là online, đúng rồi. Bấm vào đằng này đúng không? Nó phóng về một bên thì phải làm sao? Bấm hô, đúng rồi. Sau đó bấm hai chuột, nhưng mà ống trước phải trừ bớt chứ. Tổng ngang ống là 25 thì ống trước ta phải trừ bớt để cho ống sau cộng cho vào ống sau.
bản thân nó cũng giống như là cái ống trước của chúng ta này, nhỏ hơn ống sau ít nhất là 3 phân tới 4 phân đúng không? Thế này chúng ta sẽ làm thế này. Ví dụ như là cái ống trước của chúng ta đây, tổng rộng ống là 25, ta có thể trừ đi ống trước là 2 phân, ống sau cộng bù 2 phân. Được không? Ừ. Thì ví dụ như là 25, 25 trừ 2 còn mấy? 23, nhập 23 nhá. Đấy. Thế thì ống sau lại bằng bao nhiêu? 25 cộng 2. 27 đúng không? Thì chênh lệch nhau sẽ là 4 phân. Được chưa? 27. Như vậy. Thế thì gối của chúng ta, cái phần gối này này. Gối là ít nhất là phải bằng bằng ống hoặc là phải lớn hơn. Trừ khi ống bát thì mới là nhỏ hơn thôi đúng không? Ví dụ cái kia là 23 thì cái này có thể là 24. Hoặc cái này cũng là 23 cũng được. Được chưa? Đó cũng là 23, ví dụ như vậy. Được không nào? Tức là ống và gối bằng nhau. Tức là suông là phải như vậy. Cái này 27 thì cái này cũng là 27, được không? Ok không nào? Đấy. Hoặc là ống sau có thể là 28. Lớn hơn một tí vẫn được. Đúng không nào? Đấy là cách làm cái ống suông. Đấy, tức là ống sau lớn hơn ống trước một tí, phải không? Thế thì chúng ta giờ sẽ tạo lại cái form của nó. Tạo lại form của nó để chuyển sang cái dáng suông. Bây giờ mà làm dáng ôm thì bán hơi khó, hơi chậm nhé. Thì chúng ta sẽ làm như này à, cũng là dùng lệnh DigiTimeline nhé. Bấm từ đây, tích chuột phải và chọn là cơ nhé. Nếu cơ sáng bấm vào like ha. Bấm vào đây này. Sau đó nhớ là bấm vào mông, mông quần thì được bấm vào đây nữa nhé. Mông quần như vậy này. Đấy, xong phải chọn OK hai lần. Được không nào? Nhưng mà ở đây nó không có độ cong thì các bạn có thể thêm điểm để tạo cái độ cong cho nó thật ít thôi nha. Ví dụ như vậy. Đúng chưa nào? Đấy. Thế thì phần ở trong bên trong là cũng vậy. Chúng ta cũng làm tương tự. Từ điểm này chọn là curve, cho nó cong tự động. Bắt vào gối, sau đó bắt vào đấy, phải chọn OK. Còn phần này muốn cong hơn thì chúng ta sẽ thêm thêm điểm đấy nha. Curve nha, bấm đây này. Tôi muốn cho cong một tí để cho nó vẫn ôm cái đùi. Hay nói cách khác là từ cái phần bắp lên gối lên đùi này phải là một đường cong đều, không được gãy. Đúng chưa? Thế thân trước có giống được không? Thân trước nha. Chúng ta sẽ vẽ từ đây. Phải chuột này, cơ này. Nếu cơ không sáng nhớ bấm vào like ha. Bấm vào gối, bấm vào gì nhỉ? Mông. Mông quần đúng là phải chuột. OK. Thì đây nó đang bị thẳng. Thì chúng ta sẽ thêm một điểm. Hoặc là cách này, đây cũng được. Có rất nhiều cách. Chúng ta vẫn dùng lệnh đó. Nhưng mà phải chuột là chu boy cơ. Để chúng ta điều khiển theo ý của mình. Đây là thẳng hoặc võng một tí cũng được nhá. Sau đó bấm vào gì? Mông quần và đánh cong nhẹ ra một tí phải không? Trái chuột như vậy. Phải chuột OK. Hai lần. Thì phần này cảm giác bị gì? Bị thẳng, bị gãy. Đúng rồi. Thì chúng ta modify cơ ở đây. Bấm vào phần này. Giảm vào cái phần đùi, phần gối này đúng không? Một chút xíu thì nó sẽ êm rồi phải không? OK chưa? Thì phần này cũng tương tự vậy nhé. Chúng ta cũng sử dụng y chang vậy. Từ đây phải chuột chu point cơ và đánh cong thật nhẹ hoặc là thẳng. Sau đó bắt vào đáy và đánh. Đánh cong nhẹ. Phải chuột OK. Cong ở mức độ là từ đây lên đây là phải một đường đều, không gãy phải không? Thì bây giờ chúng ta lấy đường ngoài và bỏ đường trong đi. Bằng cách nào? Swap, hoán đổi đường, đúng rồi. Chọn đường nội vi và bỏ đường chu vi đúng không? Cái này chắc là không được rồi này. À được, để nó cắt ra. Nó lỗi cái điểm ly này. Kệ nó nhé, lát chúng ta sẽ xử lý xong. Bấm đường này và bỏ đường này đúng không? Và bấm đường này, cũng bỏ đường này. À, đường này liền như vậy là không được. Và làm sao nhỉ? À, cắt ra. Cắt này, cắt đây nhá. Chúng ta sẽ hoán đổi phải không? Hoán đổi như thế này. Đây là gối cũ, chúng ta có thể xóa được không? Xóa đường gối cũ này đi này. Đường gối cũ này. Ở đây có một đường gối cũ trong này này. Đấy, xóa bớt đi. Được chưa? Được chưa nào? Đấy. Thì các bạn đã có cái dâm ống suông. Như vậy. Nó sẽ giống như cái sản phẩm này. Đấy. Được chưa nào? Hoặc những sản phẩm như thế này. Đấy. Đúng không nào? Thế còn muốn nó rộng hơn nữa thì các bạn sẽ kẻ thẳng. Thẳng. Được không? Thì chúng ta đã có một cái sản phẩm mới.